Xin chào tất cả các bác trên xe đạp bên em. Hôm nay có 4 đơn đi. Thì có một đơn là đi Nam Định. Đơn địa hình Sava Carbon giá 8,5 triệu. Còn 3 đơn còn lại là đơn XDS giá 7,6 triệu địa hình. Đơn địa hình Mammoth 9,3 triệu với đơn địa hình Format 6,6 triệu. Thì hiện tại em đang ở Bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Ba chuyện này. Một đơn. Là một đơn. Một mã. Này là một đơn đúng không? Vâng. Chắc nhận là không sai mã đúng không? Vâng, chắc chắn rồi chị ạ. À, có một đơn hoàn đấy. Đâu? Nhưng mà có to hay nhỏ nhỉ? Đồng hồ sao? Đồng hồ. Có phải ký cái gì không chị? Ký cái gì?